Hồng Việt chào đón quý vị và khán giả đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện. Được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, Mái Ấm Gia Đình Việt xin giới thiệu đến quý vị ba hoàn cảnh khó khăn để chúng ta cùng đồng hành chia sẻ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời trong ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ ST và diễn viên Vân Trang. Rồi, chào em. Dạ, xin chào tất cả bà con đã có mặt tại đây à, cũng như là những khán giả đang xem truyền hình ạ. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt rất là vui khi chào đón một ca sĩ và một diễn viên điện ảnh đến với chương trình. Hy vọng ngày hôm nay với những năng lượng tích cực của các bạn, với những sức mạnh của các bạn. Dạ. Nãy giờ em với ST ngoài là khởi động dữ lắm rồi đó. Khởi động mà muốn trật khớp gối. Ủa? Khởi động tay mà trật khớp gối. Ủa mà chưa có tham gia luôn mà chứ. Gia luôn mà chứ. Là có giúp ích được gì chưa ạ? Chưa gì hết. Chưa mà trật khớp gối rồi đúng không? Dạ. Sao bây giờ dày đi. Trước khi chương trình nó nóng lên đó thì bây giờ nghe Vân Trang hát buổi. Trời ơi nè. Trời. Nghe chưa? Dạ thôi bắt em vận động hay làm gì đó. Một đi. Đoạn nào đó coi. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như ơi giả bộ quá, giả bộ không thuộc lời chứ. Giao lưu. Đưa biết cho khán giả nè. Thôi được rồi, thật ra chúng ta lấy năng lượng thôi. Dạ. Bạn hát hay không hay cũng quan trọng nữa, bởi dạ, vì chỉ rồi. Có ca sĩ đây rồi. Dạ à. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với ba gia đình để xem hoàn cảnh họ như thế nào. Mời quý vị đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Huỳnh Giang Lê Trọng, học lớp 11A16 trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai. Hiện tại con đang sống một mình với bà nội. Hai bà cháu con đang ở nhà trọ ở khu Cầu Xéo. Tôi là bà nội của bé Huỳnh Giang Lê Trọng. Một ngày của tôi là 4 giờ khuya thức dậy đi chợ mua xoài, mua cóc, rồi mới đem về làm gọt ra rồi vô hũ bán xài lắc, cóc lắc, me, cà na. Rồi tôi bán ban ngày vậy đó, còn cháu Trọng thì đi học, tối mới về bán phụ. Hàng ngày con đi học bằng chiếc xe cúp cũ của người quen của bà nội con cho. Khi mà những ngày rảnh cô ở nhà, con thường lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rửa chén phục vụ với bà nội. Một tuần nội chỉ nghỉ ở nhà một ngày. Ba con là một người hiền lành, không hề đụng chạm tới ai bao giờ. Nghĩa là khi mà mẹ em ly dị á, thì mẹ em về bên ngoại, còn ba thì ở chung với bà nội với em. Khi mà ba mất á, thì mẹ em mới đi lấy chồng khác á, xong rồi có hai đứa con. Con tôi là bị bệnh đau dạ dày rồi nó nằm cũng là gần 2 tháng. Rồi thuốc men. Rồi sáng 8 giờ là nó chết. Buồn lắm. Ôi tối tôi nằm đây dưới đất tôi ngủ đây nè. Thằng Trọng nằm đỡ tôi nói. Tôi nhìn tôi khóc riết à. Rồi đau lắm. Con đừng làm gì mà nội buồn nội chết theo bà con. Là nội buồn nội chết sớm là con khổ lắm. Giờ nội ráng nội đưa con vô bờ đi. Rồi nội chết cũng được. Cũng được không sao. Bữa nay là nội đưa con tới gần bờ rồi. Còn có một năm nữa là học lớp 12 lấy bằng rồi về đi làm. Khi ba con mất, mẹ không ở bên cạnh, con cảm thấy thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Những lúc con cảm thấy tủi thân nhất là khi mà con đi học về không có ai để trò chuyện, không có ai để tâm sự. Bây giờ con rất muốn được nghe ba la rầy nhưng mà không được nữa. Ngày con thấy bà chưa phải ngồi cọt xoài dưới trời nắng bỏng chén, cháy da. Còn những hôm trời mưa thì nó phải chạy lấy những chai dù để che mưa lại để không bị bệnh. À, lúc đấy con thấy thương nội, nội phải vất vả kiếm những đồng tiền để nuôi con ăn học. Ước nguyện của tôi là có một số tiền để lo cho thằng Trọng nó học thêm 3 năm nữa. 3 năm nữa rồi nó học thêm cho nó ra trường. Con muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền để nội chứ có phải ở nhà mà không phải đi buôn bán nắng nôi.
Nội ơi, con yêu nội nhất trên đời. Con sẽ quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng nội. Trời ơi, chúng ta cái tuổi này phải nghỉ ngơi, phải được con cháu nó lo. Mà giờ còn phải bán hàng ngày cóc ổi để lo cho cháu nữa. Những lúc mà bán không được thì tiền đâu bà lo cho cháu? Nhà chồm sớm giúp đỡ ở khu phố địa phương, rồi cũng cho gạo ăn. Nội ơi, con nghĩ là bây giờ niềm an ủi lớn nhất của nội vẫn còn ở đây, thì em nó vẫn ở bên nội là động lực lớn nhất. Cho nên là hai bà cháu hữu hỷ với nhau, chia sẻ cùng với nhau. Sau này bà yên tâm là em nó sẽ lo lại cho bà. Bà cầu mong vậy á. Dạ. Rồi mà ST. Dạ thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng ba mẹ em cũng không có sống cùng với nhau, nên là em cũng rất là hiểu rõ cái cảm xúc của chồng ngay lúc này. Và em nghĩ rằng là với bản thân mình, dù mình đã trải qua một cái khoảng thời gian cũng là khá là khó khăn về chuyện là thiếu tình cảm, nhưng mà mình cũng đã thành công. Và mẹ của mình cũng đã nuôi dạy mình rất là khôn lớn, và mình có thể đứng đây để giúp đỡ truyền cái năng lượng này đến cho mọi người. Và hy vọng rằng là với chồng em sẽ thành công. Bà cảm ơn thầy đó. Đúng rồi chồng. Rất nhiều người lớn lên gặp muôn vàn khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua. Và trong mọi khó khăn bao giờ con người ta cũng mạnh mẽ hơn hết. Rồi, đó là những lời chia sẻ động viên từ các khách mời chúng tôi. Và hy vọng ngày hôm nay con sẽ là một thành viên nỗ lực là chính nha. Dạ, rồi. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Đó là hoàn cảnh đầu tiên, quý vị. Hoàn cảnh của gia đình em Trọng có số tài khoản đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy gửi những tình cảm về cho em Trọng cùng với bà nội nha. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Con tên là Diêu Văn Trường, học lớp 9A1, học trường trung học cơ sở Trung Định. Lúc con học lớp 3 thì ba con mất. Đến gần học gần vô lớp 6, mẹ con bỏ đi. Lúc mẹ nó mới bỏ đi là tôi cũng đâu có chịu nổi, không ngủ gì được luôn. Nghĩ là mẹ nó đi rồi còn mình nổi nữa, già cũng khó khăn nuôi nó nữa. Mình bệnh đau rồi mình không. Hai đứa nó bệnh rồi, lúc mẹ tôi bệnh nữa rồi cũng do một tay tôi nuôi không mà cũng khó lắm. Cũng cố gắng thôi chứ. Từ lúc đó đến giờ mẹ không liên lạc với con. Con cũng không muốn tìm hiểu gì về mẹ. Bà con mất từ năm 2021. Lúc bà mất con hụt hẫng và rất buồn. Trước khi bà nội mất á, là bà nội có nói con nuôi hai đứa cháu, Trường với Giang giùm cho mẹ. Bây giờ mẹ nó bỏ đi rồi không ai lo. Cũng tội cho nó lắm, nhiều khi không có cha mẹ. Mình thấy thương cháu mình quá. Nếu mẹ tìm lại con, chúng con cũng không chấp nhận. Vì mẹ đã bỏ chúng con đi một thời gian quá dài. Tôi cũng thấy được ta đối cha đối mẹ, mà thấy cháu mình không có ai một côi nương dựa với mình đi. Cũng buồn. Buồn vậy mới thương cháu như nào. Cũng cố gắng làm lo cho nó chứ. Sau này con muốn học nghề mà không có đủ điều kiện kinh tế. Tôi là đi làm mướn, ai kêu cái gì thì làm cái đó. Thu nhập thì không có ổn định. Tôi cũng bệnh đau nhiều á, huyết áp nè, tim mạch nè, bú nè. Với lại hôm giờ cái tay này nó bị vậy nè, tự nhiên nó sưng đỏ lên luôn, đổ làm mũ đập cương nè. Ngày qua thấy cũng không chịu được á, bắt đầu đi mua cái vô làm. Không rạch ra cái để nó cho đỡ bớt cái mũ á, nó chịu không nổi, không có không có đêm nào ngủ được hết trơn á. Tôi cũng cố gắng lo ngày nào hay ngày nấy thôi. Chứ mình cũng đâu có biết mình như thế nào. Chứ giờ mà nói biết trước cũng đâu có biết trước. Nếu không có Năm thì anh em con cũng sống thêm vất vả hơn. Con rất biết ơn Năm, mong Năm khỏe mạnh để chăm sóc hai bạn con. Cô cũng muốn hai cháu cố gắng học tập cho giỏi. Cô cũng cố gắng lo ngày nào thì cho cháu đưa học được ngày nấy, chứ giờ cô lo nó hết thì không cô lo nổi. Nhiều khi không có cũng nó ăn đại nước tư. Nuôi hai đứa cháu cũng khó khăn lắm.
Nếu con có một lời ước, con ước có một cuộc sống ấm no đầy đủ hơn. Ước mơ lớn nhất của con bây giờ là có tiền để cho hai em đi học và trang trải cuộc sống. Tôi mong sức khỏe tôi là hết bệnh, rồi tôi có sức khỏe tôi đi làm, tôi nuôi hai đứa cháu cho nên người. Rồi, chào con. Chào trường nha. Vậy là giờ có hai con ở nhà riêng vậy đó hả? Có hai em ở nhà. Trời đất ơi. Là nội mất từ lúc nào? Anh mới mất năm 2021. Ba nghe mất năm 2015. Con ở gần đó không? Gần. Là cô ruột đúng không ạ? Đúng là cô ruột. À. Thiệt luôn á, nên em không tưởng tượng được là tại vì lớp 8 vẫn còn chưa biết nấu cơm để tự lo cho bản thân mình nhiều khi à. Em của em còn phải mẹ còn phải bắt ép nó ăn. Đúng rồi. Còn bây giờ là phải tự bươn chải để tự lo cho mình rồi cho em mình nữa. Thì có bao giờ em nghĩ là thôi em bỏ luôn không? Em không muốn ăn luôn không? Mà ăn chưa được xong. À. Rồi hai anh em, tình cảm của hai anh em như thế nào? Hả? Giang. Em có thương anh không? Dạ có. Thật ra giờ á, chỉ có em Trường là mạnh mẽ nhất trong gia đình thôi. Thấy em á thì gần như cũng rất là khờ luôn đó. Cô ơi, vậy thì mỗi tháng tiền ăn, tiền học, tiền này kia của hai đứa nhỏ, ai lo cô? Cô, tôi lo. Cô lo hả? Rồi cô còn có con có cái gia đình nữa. Chưa? Còn có đứa con nữa. Cô có đứa con nữa. Ừ. Cô làm công việc gì? Nó đi làm mướn, ai kêu gì làm cái đó. Giờ còn một chỗ dựa ở đây thôi. Bây giờ ai nấu cơm cho em? À, em nấu. À. Chia ra làm. Chia ra. Dạ. Giặt đồ nấu cơm. Dạ. Quét nhà là hai anh em lo hết hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ hai anh em cố gắng lên. Học đi. Cô chú ở đây có thể giúp đỡ được gì cho hai anh em thì làm hết mình trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Và cũng chúc cho gia đình mình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Còn cô nữa, cô cũng có rất là nhiều bệnh. Cảm ơn con. Và cô cũng có gia đình riêng của mình. Và cảm ơn cô rất nhiều vì đã dành thời gian để nuôi gia đình của mình. Rồi nuôi hai đứa cháu mình nữa. Ừ. Sẽ thấy rất là ấm áp. Đó là những chia sẻ của tất cả mọi người. Và hy vọng ngày hôm nay đến với chương trình Mám Gia Đình Việt, con sẽ có một chút gì đó tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là một chút gì đó từ Mái Ấm Gia Đình Việt con nhé. Yeah. À, đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ Quý Linh xin mời quý vị theo dõi hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Con tên Lê Bảo Bình Nghi, 17 tuổi, học sinh lớp 11A2 trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Con hiện tại là con sống với mẹ con, ba con thì mất cũng được 12 năm. Tôi muốn một chỗ ở từ lúc chồng mất đến giờ. Tôi bị ung thư vú thời kỳ 2A. Thì tôi cũng vô quá chất đồ đến nay cũng được 3 năm, 4 năm vậy rồi. Trong cái khoảng thời gian mà mẹ con đi chữa bệnh trong vòng 1 năm thì đó là con thử đi học. Xong rồi về là tự nấu ăn. Nói chung là tự lo tất cả. Con không thể chăm cho mẹ thì cũng cảm thấy tủi thân ấy. Không có làm gì được cho mẹ hết. Không biết là mẹ có thể vượt qua được cái khoảng thời gian đó hay không. Tại vì lúc đó là không có ai chăm cho mẹ và cũng không có tiền nữa. Cô giáo có thấy bé nhịn ngoài cửa sổ không? Nên nó thấy mẹ bệnh, nó cũng lo. Nó học rất là sa sút anh đó. Con cũng có cảm giác là bị thua thiệt tuổi thân. Tại vì mình phải thua thiệt về vật chất ấy. Vừa thua thiệt về tình cảm là không có ba nữa. Có lúc thì bé cũng nói là cũng muốn có ba chở đi học. Nhưng mà biết sao giờ hoàn cảnh nó vậy rồi. Nghe con nói thì cũng buồn chứ. Cố gắng bù đắp cho con tất cả tình thương của mình. Nói cho con học đầy đủ.
nếu mà con có cơ hội để con gửi một lời đến ba thì chắc con nói là đừng có để mẹ với con một mình như thế này. Một mình mẹ khó trang trải lắm. Sức khỏe của tôi thì hiện tại cũng không có được bình thường, cũng mệt. Xương thì do ảnh hưởng quá chất, đi đứng thì nó cũng khó khăn. Tay thì bị phù nên làm nặng, làm gì cũng không được hết. Công việc hàng ngày là sửa quần áo với làm hạt cườm. Với số tiền tôi làm vậy thì nó không đủ. Tôi lo lắng là không có thể lo cho con học. Cơm ăn ngày hai bữa thôi. Lo nhất điều đó, lo mình không có sức khỏe. Có những lúc con cũng nghĩ mình làm một gánh nặng của mẹ, nhưng mà mẹ con lại không có nghĩ như vậy. Mẹ cũng có nói với con là con là một niềm tự hào của mẹ. Câu nói là cổ động cho con nhiều, nó mới làm động lực cho con cố gắng nhiều lắm. Con mong ước nhất là con có thể được đi học đại học, để sau này có thể dễ dàng hơn để kiếm công việc ổn định để chăm sóc cho mẹ. Chào chị. Chào con. Quá nhiều giọt nước mắt, quá nhiều sự vất vả khó khăn. Hôm nay được xem nhiều cái clip thì thật sự là mình thấy rất là xót. Và đặc biệt là gia đình cuối cùng này chỉ có hai mẹ con thôi, mà chị bị bệnh phải chạy hóa trị chị hả? Dạ. Trời ơi. Anh Linh biết không, em nghĩ người mất nếu như đã mất rồi thì cái đau còn lại là của người sống. Nhưng mà với gia đình của chị thì khi mà nghe chị nói là chị đang bị ung thư vú và phải điều trị thì em lại nghĩ tới một cái khoảng thời gian là chị sẽ còn đau khổ hơn nữa khi mà nếu như chị phải bỏ lại con của mình, đúng không chị? Yeah. Nhưng mà cái tình trạng bệnh của chị thì hiện tại là bác sĩ nói như thế nào rồi ạ? Thì tạm thời nó vẫn ổn, nhưng mà chị vẫn uống thuốc, đi khám theo định kỳ của bác sĩ. Mà bác sĩ cũng chưa nói là chắc chắn một điều là chị đã khỏi. Rồi giờ chị phải ở trọ hả? Dạ, em ở trọ mười mấy năm. Ủa đó nhà cửa đâu? Nói chung là đó em ở chung bên chồng mà chồng mất. Hai mẹ con ở trọ mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi chị làm gì để đóng tiền nhà trọ, lo cho con học? Em cũng đi mai đồ tu á. Rồi em bệnh thì em mất sức lao động, tay thì bị phù, không làm nặng được. Nhưng mà cố gắng vẫn lo cho bé đi học. Con mong muốn sau này con làm gì nè con? Dạ, ước mơ của con là sau này con học ngành tâm lý học. Mà với hoàn cảnh gia đình bây giờ thì con không biết con có thể theo học được không. Nãy chú nghe nói là ước mơ vào giảng đường đại học của con rất là lớn, mà cái con đường nó cũng còn dài đó con. Quá nhiều thứ phải lo toan, mà bây giờ gia đình giàu nhất là những giọt nước mắt thôi quý vị. Khó như vậy đó. Số tài khoản của gia đình em Nghi đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy một chút gì đó chia sẻ với họ để có họ có thêm niềm tin và động lực để vượt qua cuộc sống khó khăn này. Anh thấy sao ST Sơn Thành? Em thấy bản thân của mình khi mà mình chỉ đứng đây và nhìn những cái câu chuyện thôi đã thấy rất là xót xa rồi. Mình không biết rằng là mỗi ngày với những cái áp lực như thế này thì họ phải lấy cái tinh thần ở đâu ra để mà họ vượt qua. Nên là ở đây thì mình đứng để mình nói, chứ mình chỉ có thể chia sẻ được thôi. Mình không thể nào mà giúp ích được hết tất cả. Thật ra mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Tất cả chúng ta đều có áp lực riêng của mình. Người này có áp lực kia, người kia áp lực nọ. Đấy, như Sơn Thạch mà còn chịu không nổi với những cái áp lực của ba gia đình ngày hôm nay nữa. Nhưng mà không sao, rồi nó sẽ qua thôi. Linh nghĩ rằng với sự hỗ trợ, chia sẻ
của xóm giềng, của chính quyền địa phương, của các cơ quan ban ngành và đặc biệt là các mạnh thường quân. Và Linh tin rằng một ngày tươi sáng sẽ đến với chị và Nghi. Thưa quý vị, chúng ta vừa giới thiệu đến quý vị ba hoàn cảnh trong mái ấm gia đình Việt ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị hãy cùng với chúng tôi chia sẻ một chút gì đó để cuộc sống đời họ đỡ vất vả hơn. Còn trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ để vượt qua những thử thách của chương trình, để mong rằng họ sẽ có một số vốn nào đó để giúp họ đỡ khó khăn trong lúc này. Ngay bây giờ, Quỳnh Linh và quý vị sẽ cùng đồng hành với mái ấm gia đình Việt với thử thách dành cho ST và Vân Trang. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong ngày hôm nay dành cho ST Sơn Thạch và Vân Trang. Đơn giản, các bạn sẽ đứng đây, ngay cái vạch này đây. Ta cầm cái trái cầu này, cho thảy vào trong ly. Trong vòng phút 30 giây chúng tôi thấy 10 cái ly này có 10 quả cầu rớt trong đây là xong. Trời ơi. Đơn giản như vậy thôi. Là đơn giản dữ chưa ạ? Đơn giản như đang giỡn vậy đó. Nếu mà làm được điều đó thì các bạn sẽ giành được một quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình trong ngày hôm nay. Trời ơi, vậy là cái này mình phải ráng làm rồi nha ơi. Ráng làm. Chắc gì mà nó bự quá vậy. Nó bự quá. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị thời gian dành cho Vân Trang và ST Sơn Thạch. Bắt đầu. Đó. Trời ơi, giỡn hoài. Khó lắm. Khó lắm hả? Vô không? Đó, đó, đó. Vô đó. Đó, 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 vô đó. Phải một lúc nhiều cái mới được. Đó, hay quá. Hay quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ủa? Trời ơi. Gió nữa, chị gió ơi, chị gió ơi. Chị gió ơi, chị gió ơi. Mình phải tập trung vô từng cái nữa. Nhanh lên nào, nhanh lên. Trời ơi. Nhanh lên. Trời ơi, khó. Còn có 5 cái ly nữa. Như vậy. Đào ơi. Đào ơi. Ê. Ê. Trang ơi! Trang ơi! Trang ơi! Mỏi quá! Nói chung là cũng vì bà cơm con áo. Khó khăn tôi cho qua vậy thôi. Nhưng mà anh Linh coi giờ đi. Đủ giờ mọi người ơi! Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi! Tự chơi, tự lụm, rồi tự bỏ vô, rồi tự coi giờ, rồi tự nói thắng luôn. Chưa thấy đội chơi nào mà nó vậy hết trơn á. Rút đi. Trong niềm vui này rút luôn người yêu tiên coi được cái gì đây. Thôi cùng rút đi nha. Rồi. 1, 2, 3. Giảm một nửa trái cây. Thí dụ họ lấy 20 trái cây thì giờ còn 10 loại trái cây, thí dụ vậy. Dạ. Và dù sao thì các bạn sẽ giúp cho người ta giảm được 50% phần khó khăn. Wow. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Chúc cả ba gia đình luôn á nha. Dạ. Rồi, cảm ơn ST Sơn Thạch cùng với Vân Trang. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta đến với thử thách đầu tiên dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với thử thách dành cho hai nghệ sĩ đó là ST và Vân Trang. Hôm nay thì cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bởi vì hai bạn đã hỗ trợ để có phần thử thách đầu tiên này. Chúng ta đã giảm được rất nhiều rồi. Bây giờ nhiệm vụ các bạn chỉ còn làm đeo hai bao tai vào, vượt qua các chướng ngại vật và hái từng cái trái đó, thảy vào một bạn đứng ở đây và đón nhận nó. 15 quả có được, chúng ta sẽ bấm thời gian dừng lại. Đội nào có thời gian thấp nhất là đội đó có cơ hội để bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Tất cả sẵn sàng. Rồi, xin mời Trường, Trọng, mời Nhi. Khi nào tụi con thấy đủ 15 trái, tụi con đưa tay lên nha. Chú Quyền Linh cùng với ban tổ chức sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Sẵn sàng. Thời gian dành cho ba đội. Bắt đầu, bắt đầu. Vô lên, vô lên. Rất là khó để lấy cái trái đó vượt qua chướng ngại vật. Đúng rồi, nhanh lên. Ráng lên em ơi. Đang cố gắng, đúng rồi. Đứng đây, đứng trên kia. Đúng rồi, hãy đi. Tải, tải. Thái chụp. Cố gắng. Chị ơi. Trời, có kinh nghiệm, có kinh nghiệm. Đúng rồi. Đứng vào đây, đứng vào đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ờ, nhanh lên, nhanh lên. Cô thấy cao lên rồi Nhi. Hay quá. Hay quá em ơi. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Cố lên. Hay quá.
nhanh lên. Thời gian đó. Ai có 15 trái là thông báo nha. Nhanh lên, cao lên. Cố gắng, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi ơi. Đứng xích lên chút xíu cũng được. Lúc mà chạy đi, nhanh chạy đi, nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Đừng có bỏ chiếc sắt. Đúng rồi, chạy luôn. Đúng rồi, hay quá. Thôi thôi, anh Nguyễn Duyên xuất sắc luôn. Cố lên. Nhanh lên. Đừng có bỏ chiếc sắt rồi. 2, 4, 6, 8, 10 rồi. Nhanh lên. Ráng 5 trái nữa thôi. Còn 5 trái nữa đồng. Nhanh. Chạy lên. 9. Đừng có bỏ chiếc sắt nha. 2, 4, 6, 8 mà. Nhanh lên, một trái nữa. Nhanh lên. Đấy rồi. Cố lên. Đủ rồi. Trọng trụ rồi. Ráng lên Nhi. Nhi còn 2 trái nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Trường xong. Còn Nhi nữa. Dạ. Nhanh lên Nhi. Nhi một trái nữa là xong. Ráng lên trái cuối cùng. Cuối cùng. Vô. Mệt quá Nhi hả? Hình như gần cuối là con đuối đúng không? Con thấy xa quá, tội nghiệp anh Tình Nguyện Viên. Anh sạc hết, tôi nói hết chân luôn. Rồi. Trường cũng rất là cố gắng ha. Trọng cũng vậy. Chúc mừng cả ba đội. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả thời gian của ba đội. Đầu tiên, gia đình của em Trọng dừng lại ở 2 phút 20 giây. Chúc mừng. Gia đình của em Trường 2 phút 52 giây. Gia đình của em Nghi là 3 phút. Thử thách thứ hai chúng ta phải cố gắng lần nữa nha. Một tràng pháo tay dành cho cả ba đội. Bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ mời quý vị đến với thử thách dành cho ST và Vân Trang. Ta sẽ đến với thử thách số 2 dành cho Vân Trang và ST Sơn Thạch. Sau 1 phút 30 giây, các bạn làm sao cho 5 con gấu bông bay qua bên kia bằng cách là chúng ta dùng xì thun này cho bắn làm sao mà nó vô cái lỗ luôn là hay nha. Rồi, bây giờ sẵn sàng, tất cả chuẩn bị, quyền ưu tiên đang ở đây. Nếu các bạn chiến thắng, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, bắn. Cố lên. Trời ơi. Không được rồi. Cố lên. Làm. Thôi, không trời ơi, đổi tay. Đổi tay đi. Sau 1 phút 30 giây, chúng ta muốn thấy 5 con gấu bông bay qua cái mặt trời đó. Trời ơi. Xích ra coi. Yeah. Một con. Hai con. Không có người hỗ trợ. Trời ơi, thấy vậy. Tiếp tục. Trời ơi. Hai người bắn đi, tôi phụ cho. Hai người bắn đi, mau lên. Yeah. Con cuối cùng. Yeah. Cuối cùng thì mọi người cũng đã hỗ trợ nhau để vượt qua thử thách. Cuộc sống mà không có sự hỗ trợ khó khăn lắm. Chính vì thế nên cần sự hỗ trợ của mọi người, sự hỗ trợ chia sẻ cộng đồng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Nào, giành quyền ưu tiên gì đây? Hai đứa mình một lượt đi. 2, 3. Giảm 10 quả bong bóng. Yeah. Chúc mừng. Chúng ta lại tiếp tục có một phần giảm được thử thách dành cho ba gia đình. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với thử thách cuối cùng dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy là từ nãy giờ là cuộc chơi đang căng thẳng hồi hộp. Và đến thử thách này còn căng thẳng hồi hộp nhiều hơn nữa. Bởi vì đây là thử thách quyết định xem đội nào sẽ được bước vào vòng trong để rút logo của chương trình. Đó là động lực để cả ba đội chơi, đặc biệt là Nghi nè, Trọng nè, Trường phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì cuộc sống bao giờ cũng khó khăn hết các con. Mà nếu chúng ta không cố gắng á thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Cứ như vậy các con nha. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Bây giờ đây là cái thử thách quan trọng, thành ra là mình phải bốc thăm thôi. Đây có 3 số. Số 1, số 2, số 3.
Bây giờ tụi con muốn là số 1 thi trước hay là số 3 thi trước? Muốn dạ, số 1 thi trước. Số 1 thi trước, con muốn số mấy? Số 1 thi trước. Số mấy thi trước Trường? 1. Số 1 thi trước, rồi, ba đứa ra đây. Bốc thăm cho nó công bằng nha. Bởi vì cái giá trị giải thưởng rất là cao. Con số gì ra cơ? Mấy ra gì ra cơ? Ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra. Ưu tiên gái bốc trước. Lựa đi con. Nghi. Số 1. Số 1. Nó được ưu tiên thiệt, số 1. Rồi còn hai đứa. Áp lực lắm đó, áp lực thời gian của đội số 1 lắm. Số 3 thi cuối cùng. Trường số 2 thi thứ hai. Nghĩa là gia đình Nghi sẽ là thi đầu tiên. Có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình có sự nỗ lực con. Thấy không? Không sao hết. Không sao các em. Còn đây, còn anh chị đây. Yeah luôn. Rồi, bây giờ hai đội kia trở về cổ vũ. Đội của Nghi ở lại. Trò chơi như sau: ST, Vân Trang, tình nguyện viên và Nghi phải vượt qua chướng ngại vật này. Bước qua. Chúng ta lấy cái phi tiêu này, giật cái phi tiêu, chui qua các vòng tròn đây. Chúng ta phóng phi tiêu, bể bong bóng là xong. Nếu như mà đội nào có thời gian thấp nhất, nhanh nhất thì đội đó có cơ hội bước vào vòng đặc biệt. Các bạn rõ chưa? Dạ. Bước vào vị trí, sẵn sàng. Chuẩn bị. Nào, coi đồng hồ đi Nghi. ST. Dạ không. Rồi, chuẩn bị. Hồi hộp của quý vị, đội nào có thời gian thấp nhất đây. 3, chưa, 2, 1, bắt đầu. Ủa, đúng rồi, là mình có đi luôn không? Đi liên tục luôn. Đúng rồi. Trời gì. Liên tục chưa qua, chứ ngày bật. Chú qua đây. Phóng. Trời ơi. Xong bể cho vậy. Cái dòng gì vậy? Vô. Một cái rồi. Cố gắng. Vô. Hai cái rồi. Nhanh lên. Tôi giảm cho một cái luôn. Ba cái thôi. Nhanh lên. Vô. Hay quá anh Tì. Mạnh lên. Không được rồi. Đó. Hay quá Văn Trang. Mình lụm dây mau lên. Lụm dây hết luôn. Rồi, phóng tiếp đi. Dậy đi, kệ nó dậy đi. Nè. Ráng lên. Còn hai cái nữa. Còn cái nữa. Yeah. Chúc mừng. Như vậy là gia đình của em Nghi đã hoàn thành được tất cả bong bóng rồi quý vị. Bây giờ đồng hồ đã dừng lại. Tôi sẽ công bố kết quả sau. Bây giờ xin mời gia đình tiếp theo. Gia đình em Ghi đã vượt qua thử thách. Rồi bây giờ đến gia đình của em Trường. Cố gắng lên nha. Mình xem đồng hồ. Số mấy? Số 0. Số 00. Rồi chuẩn bị. Vẫn khoảng cách như thế. Quan trọng là thời gian của đội nào thấp nhất. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển đi. Nhanh lên. Đúng rồi. Vượt qua chướng ngại vật. Cố gắng lên. Đây là sự nỗ lực cố gắng của từng gia đình. Phóng phi tiêu. Phóng mạnh lên. Phóng làm sao trúng bong bóng mới được. Không được rồi. Ráng lên chút xíu đi. Thôi ơi. Hai cái luôn. Hay quá sơn thạch. Nhanh lên. Ráng lên, ráng chút xíu lên. Đừng có vượt mức nha. Vượt mức mình bị cộng thêm thời gian đó. Hay quá Vân Trang. Chà, đội này hơi lâu chút xíu. Hay quá. Cố lên. Hay quá. Có luôn. Ý, hay quá. Hai cái luôn. Trời ơi, quá hay luôn. Đội nào sẽ là thời gian thấp nhất? Chúng ta còn 3 cái bong bóng. Từ từ nha, từ từ. Còn 2 cái nữa, từ từ. Đó. Quá. Hay quá, cái đó là khó nhất rồi. Chúc mừng. Như vậy là đội thứ hai cũng đã bể hết bong bóng rồi. Chúc mừng. Thưa quý vị, theo ban tổ chức thì đội chúng ta phạm nguy 2 lần đã vượt mức ha. Chút xíu đội chúng ta sẽ bị cộng thêm thời gian. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho gia đình cuối cùng. Chúng ta vừa chứng kiến một cái thử thách mà cả ba đội cùng thi đấu quý vị. Cả ba đội cùng cố gắng đạt được mục tiêu của mình để có thể chiến thắng chính bản thân của mình, có thể bước đến vòng đặc biệt của chương trình để vuốt những logo của mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ ủng hộ đội chơi cuối cùng, đó là đội của gia đình em Trọng.
Bây giờ thì xin mời chồng kiểm tra đồng hồ. Số mấy con? Dạ không không. Số mấy? 0 0 0. Zero, rồi. Chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Đó, vẫn còn sung sức lắm. Quan trọng là chúng ta làm nổ hết bong bóng đây là xong. Cố lên. Hay quá Vân Trang. Hay quá. Được rồi. Được hai cái bong bóng rồi, còn rất nhiều bong bóng nữa. Dẹp luôn. Ba cái. Cố lên. Hay lắm. Cố lên. Còn hay lắm. Cố lên. Cố lên. Ê. Hay quá. Hay lắm, còn 5 cái. Những nỗ lực cuối cùng, những cố gắng cuối cùng của đội em Trọng. Hay quá, còn 4 cái. Ráng lên, còn 3 cái. Hay quá. Hay quá Sơn Thạch. Bước lên một bước luôn. Cái cuối cùng. Nhanh lên, cái cuối cùng. Ráng đi. À, ráng. À. Quỳ tay luôn. Yeah. Thưa quý vị, cuối cùng thì những nỗ lực cố gắng cũng đã đền bù xứng đáng và tất cả bong bóng đã hết rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu công bố kết quả của ba đội ngày hôm nay. Với mái ấm gia đình Việt, xin mời cả ba đội. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng tôi công bố kết quả. Đội về nhất chỉ thấp hơn đội về nhì có 1 giây thôi. Phải nói là rất là căng thẳng. Trời. Bây giờ chúng tôi bắt đầu công bố gia đình về 3 là gia đình nhận được 15 triệu đồng với 8 phút 19 giây, thuộc về gia đình của Em Trọng và bà nội sẽ nhận được 15 triệu đồng. Và Quỳ Linh sẽ tặng thêm học bổng cho em Trọng là 5 triệu nữa là 20 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà bà yên tâm đi, bởi vì còn rất là nhiều những mạnh thường quân đang theo dõi chương trình này cũng sẽ thấy được cái số tài khoản của gia đình mình và gửi tặng cho em. Cảm ơn con. Trọng ơi, con cảm xúc thế nào với số tiền thưởng ngày hôm nay? Dạ, con rất là xúc động khi mà lần đầu tiên trong đời con được nhận số tiền lớn. Con còn một năm nữa là chuẩn bị bước vào đại học. Thì số tiền 20 triệu này chú nghĩ rằng nó sẽ giúp đỡ con trong khoảng thời gian đó để chuẩn bị bước vào giảng đường đại học Trọng nha. Và lúc nào đó con thành công trong cuộc sống, hãy nhớ giây phút thế này, đó là giây phút nỗ lực chiến thắng chính mình. Những giọt mồ hôi đã đổ xuống đã đền bù xứng đáng với công sức của con. Chúc mừng con. Gia đình về nhi với 6 phút 41 giây, chỉ thua có 1 giây thôi quý vị. Đó là gia đình của em Nghi hay là em Trường. Trong bất kỳ một cuộc thi nào, nó cũng kèm theo một yếu tố may mắn nào đó. Và ngày hôm nay, Trường không may mắn. Gia đình Trường nhận được giải nhì 20 triệu đồng. Có nghĩa là giải nhất, người chiến thắng thuộc về em Nghi. Chúc mừng. Chị ơi, chị cảm xúc thế nào trong lúc này? Em rất là xúc động. Đến với chương trình này em không nghĩ là mẹ con em có nhận phần thưởng như thế. Em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều, tạo điều kiện cho mẹ con em. Chị hãy cười lên đi chị. Con gái nè, cười lên đi con. Cười lên đi. Rồi tất cả mọi bóng tối sẽ lùi lại sau lưng. Rồi tất cả mọi khó khăn sẽ vơi đi. Chú muốn nói với Trường và Giang hả? Chú cũng rất muốn hai con được chiến thắng. Nhưng mà trong cuộc thi, bao giờ cái yếu tố may mắn nó cũng quan trọng lắm. Chú cũng sẽ dành thêm học bổng dành cho hai con. Mỗi con là 5 triệu, nghĩa là chú tặng cho con 10 triệu đồng. Người chiến thắng để bước vào vòng trong, chúng ta chưa biết bao nhiêu. Chúng ta nỗ lực
Quy Linh nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ thành công với sự hỗ trợ của rất nhiều người. À, và anh Linh ơi, em nghĩ cho em nói chút xíu được không ạ? Nói đi em. Em nghĩ đây cũng là một cái duyên mà em có thể đến với chương trình cũng như là gặp gỡ cả ba gia đình ngày hôm nay. Thì thôi nhân đây em cũng muốn gửi tặng mỗi gia đình 5 triệu là tấm lòng của em. Một chút xíu công sức nhỏ nhoi thôi, nhưng mà em hy vọng là mọi người sẽ có thêm động lực tin yêu cuộc sống này hơn, tin yêu tất cả mọi người xung quanh mình nhiều hơn. À, mình có nhiều sức khỏe hơn và các em hãy cố gắng học cho thật là giỏi. Cảm ơn Vân Trang về điều đó. Ba món quà mỗi gia đình nhận thêm 5 triệu đồng từ Vân Trang nữa. Cảm ơn rất nhiều. Vậy em luôn được không ạ? Mời em. Thì hiện tại thì các bạn vẫn còn đang đi học. Thì cái việc thiết thực nhất với em á, là em nghĩ là việc học. Thì em sẽ hỗ trợ học phí cho các bạn. Mỗi bé ở đây là 1 năm học phí ạ. Thật là cảm động làm sao quý vị. Mỗi lần mà những gia đình mà trong ấm gia đình Việt nhận được món quà đó, tôi rất là vui. Cảm ơn tấm lòng, cảm ơn Sơn Thạch, cảm ơn Vân Trang. Và cảm ơn quý vị. Số tài khoản của cả ba gia đình đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy gửi những tình cảm của mình vào đó quý vị nhé. Còn bây giờ thì một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng gia đình của em Trọng, em Trường và anh Giang. Đừng có buồn gì ha. Chúng ta vẫn còn sự đồng hành của rất nhiều khán giả. Đặc biệt là chúc mừng cho gia đình em Nghi sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Bây giờ chú Quy Linh nghĩ rằng là Nghi đang rất là hưng phấn và con gần như ngày hôm nay con là người hạnh phúc nhất. Được hỗ trợ của rất nhiều người, hôm nay con đã đến với vòng đặc biệt này. Dạ. Bây giờ thì mình chỉ chiến thắng với chính bản thân mình thôi, không còn ba đội nữa mà chỉ có một đội thôi. Chúng ta có một thử thách, đó là chuyển tất cả con cá này về cái mẹt bên kia. Chúng ta có quy định thời gian 30 con, nếu như hoàn thành trong 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ rút được 8 bản logo luôn. Wow. Trời, 1 phút 30 giây, 30 con. Đúng rồi, nếu như chúng ta hoàn thành trong vòng 2 phút, chúng ta sẽ có 6 bản logo. Có thể luôn. Có thể luôn, nếu chúng ta hoàn thành dưới 3 phút, chúng ta có 4 bản. Dạ. Nếu trên 3 phút, chúng ta có 2 bản. Còn nếu vượt qua 10 phút, chúng ta không có bản nào hết. Chúng ta nhận những tràng pháo tay của khán giả rồi về. Dạ. Cố gắng đừng vượt qua 10 phút thôi. Vậy thì tất cả sẵn sàng, chúng ta xem đồng hồ. Được mấy bản logo là phụ thuộc vào nỗ lực của ba người này. Chuẩn bị về vị trí. Hồi hộp nha quý vị. Cố lên nào. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội của em Nghi bắt đầu. Lấy một con rồi bỏ lên trên cái mâm. Rồi. Trời, gió bay. Chạy đi, chạy đi. Chạy. Chạy đi. Đi. Chạy đi chậm. Rồi rồi, đi đi. Coi chừng rớt nha. Quan trọng cái anh vận chuyển này nè. Bỏ vượt qua các chướng ngại vật. Để xem. Lấy nữa đi em. Bỏ vào. Chạy đi. Chạy tiếp tục rồi về lấy tiếp. Đúng rồi. Ai. Thôi. Trời ơi. Dòng về. Đó, không có đơn con giản. Con cá này nó không có nặng. Gió kìa, anh Linh làm sao chứ không có gió đi. Di chuyển, gió thổi mây bay. Bay luôn con cá của em rồi. Cố lên nào FT. Anh dẹp dùm em hai con cá này. Đâu rồi? Ủa? Ủa đâu rồi? Trời ơi. Đó, quan trọng là người vận chuyển lên đó nè. Đó, còn y nguyên đó. Đúng rồi. Để lên. Đó, đúng rồi. Di chuyển tiếp đi. Treo lên lại. Treo lên lại, đúng rồi. Cố gắng đừng có rớt nha. 7 con. Ráng lên. Rồi, rồi, rồi. Ráng lên. Ráng nha, ráng nha.
Ráng lên, từ từ thôi. Này nguy hiểm lắm, nhiều cá nè. 12 con. Nhanh lên. 12 rồi. Lấy nhiều nhiều vô. Nhiều nhiều, thoải mái vô. Cố gắng vô. Hay lắm, rất là hay luôn. Hay lắm luôn. Nhanh lên. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 rồi, còn 7 con nữa. Nhanh lên, đang lên, 7 con. Đang lên nào, cầm vô đi. Nhanh lên. Nhanh, cố lên, bấm đồng hồ thôi. 5, 4, 3, đổ vô, 1. Rồi, xong. Rồi, chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cho Ti cùng với Nghi cùng với lại Phương Trang. Thưa quý vị, như vậy là gia đình của em Nghi đã dừng lại 3 phút 15 giây. Chúc mừng cho gia đình của em Nghi. Như vậy là em nhận được 2 bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. Cuối cùng thì tất cả đã thở phào nhẹ nhõm. Gia đình của em Nghi nhận được 2 bản logo của chương trình. Hy vọng rằng ngày hôm nay em Nghi cùng với mẹ sẽ gặp thật nhiều may mắn ở vòng rút logo. Chúng ta được 2 bản logo, không biết bao nhiêu. Bây giờ thì xin mời chị, chúng ta sẽ chọn trước một bảng đi. Cứ chọn bất kỳ bảng nào, số mấy? Cho em chọn số 8. Số 8, mở số 8. Phát. Giờ cho em chọn trước luôn được không? Em chọn số 4, y chang em luôn. Rồi, chờ xong cái này cái đã. Dạ. Mời chị ra đây. Sau những bôn ba, bây giờ chúng ta đã đến ngày gặt những quả ngọt. Chúng ta sẽ có niềm vui đầu tiên. Mời chị. 50 triệu, 100 triệu. 100, 100, 100. Trời ơi. 2, 3, số 0 rồi. 4, 5, 6. Tôn hoa sen máy ấm. Nửa đi, nửa đi, nửa đi. 5. Ủa có số lẻ không anh Linh? Có số lẻ. 95 triệu cũng được. 105. 105 luôn hả? Nào, rút. 15 triệu. Chúc mừng chị. Nào, gửi tặng cho chị món quà đầu tiên của chương trình. Bây giờ tới con đi con. Số mấy? Dạ số 4. Số 4. Hãy chọn mặc áo màu tím kìa, số 7 cũng chắc chưa? Hỏi chú hỏi lại làm khớp quá à. Số 4, rồi, quyết định số 4. Truyền năng lượng vô số 4. Vô. Đây. Hey. 100 triệu. Rồi, chị đồng ý không? Dạ em đồng ý số 4 ạ. Số 4, mở số 4. Hôm nay ngày đẹp trời tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chúng ta có bản logo của chương trình Mám Gia Đình Việt. Trời 100. Sao vậy? Sao mà nó xa quá vậy? 100. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc với số tiền là... Trời ơi chú ơi, con hồi hộp quá chú ơi. Chú ơi. 100 nhiêu. Vậy vô. Tất cả nào sẵn sàng. 1, 2, 3 rút. Mọi người ơi, màu áo của em ngày hôm nay mọi người ơi. Nè, tiền nè mọi người ơi, tiền nè. Tiền đó mọi người ơi, tiền đó mọi người. Yeah. Thưa quý vị, tuyệt vời làm sao. Với bản logo ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc, gia đình của em Nghi đã nhận thêm 80 triệu đồng. Có nghĩa là ngày hôm nay, gia đình của em Nghi nhận được 95 triệu đồng. Cùng với 5 triệu của Văn Trang là tổng cộng gia đình của em Nghi có 100 triệu đồng. Yeah. Tuyệt vời. Bên cạnh đó thì còn một phần học bổng 1 năm của ST dành cho em Nghi nữa. Đúng rồi, một phần học bổng của ST dành cho em Nghi nữa.
Đó, quá nhiều niềm vui đến với chị cảm giác thế nào hả chị? Em không nghĩ là mẹ con em đã đạt đến số tiền như thế. Em rất là mừng và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nghi nói gì đi Nghi. Dạ, con cũng xin cảm ơn nhà tài trợ, bác Quyền Linh, anh Sơn Thạch, chị Vân Trang đã tặng cho con những cái món quà rất là lớn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay tất cả niềm vui đã đến với chúng ta. Chúng tôi xin mời cả ba gia đình này trở lại sân khấu để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Mọi điều tốt đẹp ngày hôm nay thật sự nó đã đến với chương trình ghi hình mám gia đình Việt. Chúng tôi rất là vui với nhiều gia đình được nhận những giá trị giải thưởng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn lãnh đạo của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ chúng tôi hết sức mình. Và ngày hôm nay trong niềm vui đó, chúng tôi sẽ trao giải thưởng giải ba 15 triệu đồng cho gia đình của em Trường và 20 triệu đồng cho gia đình của em Trọng và đặc biệt là 95 triệu đồng cho gia đình của em Nghi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Dương Minh Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Hưng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ cùng chứng kiến với chúng tôi, cùng trao giải thưởng với chúng tôi, cùng vui chung niềm vui chúng tôi với chương trình Mái ấm đình Việt. Đây là giá trị giải thưởng 95 triệu đồng giải nhất trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải. Mời ST Sơn Thạch. Đây là giải thưởng dành cho gia đình của em Trường với 20 triệu đồng cùng với học bổng cho mỗi bạn là 1 năm học phí của SC và 10 triệu đồng đến từ chú Quyền Linh và 5 triệu đồng đến từ chị Vân Trang. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Như vậy là ngày hôm nay Trường và Giang có số tiền là 35 triệu đồng đó các con ha. Chúc mừng các con. Hy vọng là các con sẽ cố gắng học hành thật giỏi để không phụ công của cô, không phụ công của mọi người. Và chú Quyền Linh tin chắc rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều người sẽ ủng hộ con ha, Trường ha. Và bây giờ xin mời Vân Trang sẽ trao giải thưởng cho gia đình của em Trọng. À, và đây là phần thưởng của gia đình em Trọng là giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó thì có 5 học bổng miễn phí mà ST Sơn Thạch đã tặng cho em. À, anh Quyền Linh là 5 triệu và chị Vân Trang cũng 5 triệu dành tặng cho gia đình của mình. Hôm nay có nghĩa là Trọng có số tiền là 25 triệu đồng. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người chiến thắng trong ngày hôm nay là gia đình của em Nghi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Dương Minh Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng với ông Nguyễn Tấn Hưng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Xin mời ông Dương Minh Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành sẽ có đôi lời chia sẻ. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các anh chị, các cô bác, thì trước hết là tôi rất là vui và phấn khởi được chương trình về huyện Long Thành để tổ chức một cái chương trình đầy ý nghĩa hỗ trợ cho các em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt cho đảng bộ và nhân dân Long Thành, tôi xin chân thành cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn anh Lê Phước Vũ là chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen cùng các anh chị để giúp cho các gia đình. Cảm ơn Dũng rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi rất là vui khi mà đến thực hiện chương trình tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo rất là nhiều đã hỗ trợ chúng tôi hết sức mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.